Hello, xin chào anh em. Mình là admin của Ngoại Long Vinh H5 đây. Hôm nay mình sẽ review full chiến báo map 1, map lên cấp 390, thế lực thục dìm 7 đạo quân. Rồi chúng ta cùng bắt đầu nhé. Rồi mình sẽ đi từ những con bên đây. Đó, những con dưới đây và những con trên này. Rồi anh em cùng theo dõi nha. Tới con đầu tiên, thục thủy quân 1. Bạn dùng trung hội Lưu Bị, chiêu đức diễn ung. Hoàng Thanh nè, Tống Đô nè. Chiêu đức diễn ung thì dùng kỳ kế liên hoàn, pháp chính choáng thôi. Và con quý tử loạn thế kỳ mưu, quý tử giả hữu. Ưu điểm của cái trận này là dùng là đó, mới vô là cái nội tại của con Hoàng Anh này là nó làm giảm đam mình kia lại đó. Trung hội phải vô là đó, giảm đam mình kia lại kế của giả hữu đó, giảm đam lại và đôi công với nó luôn. Rồi kèm theo đó là có pháp chính choáng nữa. Xong con đầu tiên, tới con thứ hai, thục thủy quân 2. Trận cũng như trận cũ luôn, thiên băng choáng lại về nhà. Giả hữu này là 10 rồi, cho ba cái đồng kế đây, ba cái đạo binh này, đạo binh cao mỗi lượt rồi rút phần trăm máu, rút theo phần trăm máu hiện tại. Mình kia đánh và mình không có đam luôn anh em đó, nhờ là mấy con này nó giảm đam nè. Ở trung nội là giảm đam được 5 lượt đầu, còn nội tại 2 đó. Rồi quen anh nữa rồi. Trận này không có điều thuyền, nếu được thì có thêm một con điều thuyền tham gia vào giảm đam nữa là bên kia là đánh là không vô máu luôn. Tới con thứ ba, thục thủy quân 3. Hai con trâu, mình cũng không biết bên nguồn nó chơi trận như thế nào, chứ bên Ngoại Long Vinh H5 của mình là báo độc quyền luôn rồi, phải có tự giảm phải leo 390. Rồi con đó cũng dễ vậy thôi. Tới con tiếp theo, cẩm siêu. Ba con trâu và hai con trống, cơ vị đã đặt sức rồi, chung hội với dạng ung.
ghế Đổng Hoành. Chơi theo kiểu tinh tế thì chúng ta cũng không cần luyện hai con đâu, chúng ta chỉ cần luyện một con thôi. Rồi bắt đầu chúng ta đổi kêu nó, mỗi lần đổi thì chúng ta sẽ tốn một mớ nguyên liệu, chúng ta tương đương là úp một con tím. Ở trong này bạn dùng pháp chính slot 3 choáng lại trước rồi chú vô thổi nè. Dù vẫn là cái gì đó nó rất là khó chịu cho tới map 390 luôn. Đó, ta còn kể Nguyễn Hậu Quân 3. Đây. Còn mình đây, Ngụy Tù Binh 1. Cung Hội Lưu Bị, chiêu Đức Giảng Ung, Tư Mã Chiêu. Đây, bạn sử dụng Tư Mã Chiêu. Con này mới vô là giảm thi khí, bên kia không cho nó lên nhiều thi khí. Với lại là chiêu nó là giảm hồi máu. Nó không gây đam cho mình được. Giờ mình đôi công với nó chứ. Vấn
đề là những con bên kia nó phải không có chiêu và đạo nó cấm hay là chiêu chón hay gì đó, nó sẽ giúp mình ra được chiêu liên tục thì bên đó là cúp điện hết. Con kế bên ngụy tù binh 2 trung hội Lưu Bị chiêu đức diễn ung pháp chính nhất tâm tâm loạn các kỳ môn chẳng định có con bò cạp. Chu Thương 2 3 trống số 1, cơ số 2, diễn ung số 3, pháp chính số 4, nguyên hiệu quả số 5. Dù thổi thì quá
quá nhanh rồi. Tới thuộc tinh nhuệ 2. 2 chống và 3 trận cũ luôn. Con hãm trận này là thương, rồi mấy con trâu kia là kỵ, thương khắc kỵ nên đam nó vào cao hơn. Đó, tới con kế. Con lưu thật là con này chống được con này nè các bạn, chống được con vuông ngôn. Vuông ngôn nhiều quá thì có lưu thật lo. Tới con kế thuộc tinh nhuệ 4. Trung hội Diêu Đức Diện Ung Pháp Chính Loạn Thái Kỳ Mưu. Con này là con đánh chiến trốn 4 thằng. Hai con này thì đánh trước, đánh cho ba con, cho những đồng đội phía trước của nó là có khiên thiết bích hay lượt. Còn cái bên con bàn đức, con này là một trong những con gác cổng cấp 390, nó nằm ở map 1 luôn. Rồi Lưu Bị Gia Cát Lượng Thái Văn Cơ Chiêu Đức Diễn Ung Chiêu Du. Phải tốt dứt điểm nó trong một nốt nhạc đó. Con cuối cùng con Quang Vũ, đó có hai con này, hai con này đánh vô con có lúc thấp nhất thì 25 vị trí.
công trốn liên tục các bạn. Vẫn là cái trận cuồng nhây này. Chiến báo full map 1, map lên 390. Thế lực thuộc dìm 7 đạo quân của mình đến đây cũng xin phép được tạm dừng. Anh em ủng hộ mình một like, một subscribe. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình trong thời gian qua. Chào anh em.